Xin chào tất cả các anh chị em. Tôi xin đọc các Vô thứ nhì đoạn 4. Tôi xin đọc Kinh Thánh các vô thứ nhì đoạn 4, 4. từ câu 1. Mời anh chị em tìm Kinh Thánh các vô thứ nhì đoạn 4 từ câu 1. Anh chị em tìm được rồi, tôi xin đọc từ câu 1. 선지자의 생도 아내 중에 여인이 가로되 당신의 종 나의 남편이 이미 죽었는데 당신의 종이 여호와를 경외한 줄은 당신이 아시는 바니이다. 이제 일어나에 두 아이를 취할 그 종을 삼고자 하나이다. và có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phản nàn cùng Elise mà rằng kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va và, và chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Elisa 내가 위해 어떻게 하랴 내 집에 내게 집에 아무것도 없나이다 nói với nàng rằng ta phải làm gì cho ngươi hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà nàng thưa rằng con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu 너는 밖에 나가서 모든 그릇을 Người bên tiếc rằng hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ lạc giềng ngươi chớ mượn ít Even empty vessels borrow not a few. 내두 아들과 함께 문을 닫고 그 모든 것을 기름을 부어서 차는 옮겨 놓아. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi đóng cửa lại rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hãy bình nào đầy thì để nó riêng ra. 두 아들과 함께 후에 저희는 그는 부었더니 nàng liền đi khỏi người vào nhà với các con trai mình đóng cửa lại các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào Khi các bình đã đầy nàng nói với con trai mình rằng hãy đem cho ta một bình nữa nhưng nó thưa rằng hết trơn bình rồi dầu bền ngừng lại 데, 저가, 팔아, 갖고, bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của đức Chúa trời thì người nói rằng hãy, hãy đem bán dầu mà trả nợ cho ngươi đoạn và ngươi và các con, con trai ngươi sẽ lấy dầu, dầu còn lại mà nuôi mình tôi thường xuyên, xuyên chia sẻ về các vô thế nhị Mục sư trong kinh thánh ngoài các vua thế nhì thì còn nhiều sách lắm. Không phải là có ai đó đã nói với tôi như vậy mà tôi cảm giác như người ta sẽ nói như thế. Nhưng mà khi tôi bước vào trong kinh thánh và lòng tôi ở trong đó.

Sau gần đây thì tôi thường xuyên gặp các VIP trên thế giới qua video. Một ngày thì tôi gặp khoảng 2 đến 3 người. Hôm nào đông thì có thể là 4 đến 5 người và bình thường tôi nói chuyện với mỗi người khoảng 1 tiếng. 이영상에 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이영진장서이 영상에서 이 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 영상에서 영상에서 이서이 영상에서 이 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 영상에서 이서이 영상에서 이영상 영상에서 이 영상에서 이영 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 영상에서 이서이 영상에서 이영상 영상에서 이 영상에서 이영영 영상을 thì trưởng lão nói với tôi rằng mục sư hay là mình nâng cao thêm chất lượng video nữa đi nên tôi bảo rằng ô tuyệt vời hãy nâng cao chất lượng đi nhưng mà tôi nghĩ rằng sau này thì cũng phải tính đến chi phí nữa 그몽골에서 xóa 의산 để nhớ v đi lần này thì tôi đã gặp một người bác sĩ khoa nhi ở mông cổ đây là một bác sĩ nữ tôi thì không biết chút tiếng mông cổ nào cho nên phải nói chuyện với người ta qua phiên dịch Người đó nói rằng bây giờ đang có một bệnh khá nặng cho nên phải đến Hàn Quốc để chữa trị. Tôi bảo rằng hãy đến có đi, có gì giúp được tôi sẽ giúp giờ cho. Giờ <laughs> và người đó đã đến hàn quốc rồi nhưng mà vừa đến thì phải cách ly đã được hai tuần rồi sau khi hết cách ly thì tôi không biết nói tiếng mông cổ phải có giáo sĩ mông cổ đến phiên dịch cho cho nên người đó đã không gặp được tôi mà đến thẳng bệnh viện mình đã đặt trước. Người ta nói rằng phải trả 200 triệu thì mới kiểm tra cho. Người đó là bác sĩ ở Mông Cổ, và một tháng thì lương chỉ có được khoảng 8 triệu. 그래서 만들 검사 참잘었으면 좋은데. 만에2 0 0이 검사할 수는 없을 거예요. 저 이제 만났을 때 제가 이제 딱 지난 주일 날 예배 마치고 한 Nhưng tuần trước khi gặp tôi thì sau khi nhóm xong tôi chỉ gặp được 10 phút. Bởi vì sau khi kết thúc nhóm chủ nhật tuần trước thì tôi phải đi đến Ulsan tổ chức nhóm truyền giảng. Mà lúc đó đã sắp đến giờ tàu chạy. Nên tôi không thể làm được gì cả. Mà bệnh viện Hàn Quốc thì họ nói rằng không thể điều trị được nữa. Bệnh thì càng ngày càng nặng hơn người đó đã rất trông đợi vào Hàn Quốc nhưng bây giờ thì đánh mất mọi hy vọng và về Mông Cổ để chết. Thật là tôi đã liên lạc với trưởng lão Hoàng. À, trưởng lão có thể đến đây được một chút không? và tôi đã cầu nguyện cho cô ấy đây là một bác sĩ đông y cách chữa trị thì cũng hơi khác một chút nhưng mà cô hãy thử điều trị đi thì cô này rất là vui đúng ra cô đã phải quay về mông cổ mà trong lòng cô không thể xóa đi được cái bóng tối của sự chết nên tôi đã đặt tay lên đầu cầu nguyện cho cô còn trưởng lão hoang thì khám bệnh cho tôi cũng quên mất mà hôm đấy từ Ulsan quay về rồi cũng tối muộn rồi tôi đã quên rồi nhưng mấy hôm trước thì người đó lại đến tìm tôi. Mà điều rất kỳ diệu là cô đã trở nên như một người bình thường. Và tôi cũng đã kế hoạch sẽ giảng tin lành cho cô. Nhưng một sư ở Mông Cổ đã giảng tin lành cho cô nhận sự cứu rồi. Tôi đã nói chuyện với cô khoảng trong 20 phút thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn bởi vì cô đã được bệnh viện chẩn đoán là không còn hy vọng nên cô đang chìm trong tuyệt vọng rằng mình sẽ quay trở về mông cổ để chết tôi chỉ đặt tay cầu nguyện cho một chút và, Và trưởng lão Hoang là một bác sĩ đông y, cách chữa trị cũng hơi khác. Nhưng thật kỳ diệu là bệnh tình đã thuyên giảm. Ngày hôm qua thì cũng lại đến gặp tôi nữa. À hôm kia,

Mỗi khi có cặp vợ chồng nào tấm lòng không hiệp nhau mà lại cãi nhau thì tôi thường can thiệp. Thực ra tôi cũng hay cãi nhau với vợ. Khi đã cãi nhau thì lời của tôi không có trọng lượng mấy. Nhưng mà tôi có thể nhìn rõ được tấm lòng của họ. Nên giữa vợ chồng với nhau thì điều quan trọng nhất là gì? Khi vợ coi chồng không ra gì và khi có tấm lòng coi thường rồi thì gia đình đó chắc chắn sẽ trở nên bất hạnh. Và thứ hai, đấy là khi chồng coi thường vợ Mới đây thì có một phụ nữ đã đến hội thánh tôi Được mấy năm rồi đã nhận được sự cứu Và nói với tôi rằng một sư tôi đã ly hôn cách đây hai năm Sao lại ly hôn vậy? À, bởi vì tính cách quá là không hợp nhau Thế là tôi cười Tính cách không hợp nhau mà ly hôn hả? ôi giờ mục sư thử sống với ông đấy mà xem tôi sống với chồng cô làm gì thế rồi tôi nói nhà cô có tủ lạnh không có máy giặt không có điều hòa không có chứ ạ à? thế khi cô bật điều hòa nếu mà lạnh quá thì cô đem vứt đi sao dạ không phải điều chỉnh chứ ạ à? Chị em ơi, khi Đức Chúa Trời tạo nên con người thì con người đã được tạo nên tinh tế hơn bất cứ một cái máy móc nào. Mấy cái máy rẻ tiền như máy lạnh còn có thể điều chỉnh, tivi còn có thể chỉnh tiếng to hay bé tấm lòng không hợp nhau thì mình điều chỉnh cho hợp với nhau là được cái đó mà cô cũng không biết sao mà rất may là cô này mới nhận sự cứu cho nên tấm lòng cũng rất trong sáng tôi hỏi chồng cô đã tái hôn chưa dạ chưa vậy hãy quay lại với nhau đi vâng hôm sau thì chồng cũng đến và sau đó họ đã quay trở lại sống với nhau thì các con chúng rất là hạnh phúc chúng rất là vui mừng nhưng mà khi xảy ra những cái chuyện như vậy đó là do vợ nghĩ rằng mình giỏi hơn chồng Người bác sĩ nữ đến từ Mông Cổ khi quay trở về thì đã vô cùng cảm động không biết phải thể hiện thế nào. Cô đã nhận sự cứu và mua thuốc để uống trong vòng 3 tháng. Chúng tôi cũng rất là vui và cảm động. Khi tôi đọc Kinh Thánh, dù là cùng con người với nhau nhưng không ai có tấm lòng giống nhau và cùng một người cũng không bao giờ là trước sau như một mà tấm lòng thường xuyên lung lay và thay đổi nhưng điều kỳ diệu là khi đức chúa trời rất yêu chúng ta chúng ta cần phải hiệp lòng với đức chúa trời để hiệp lòng với đức chúa trời thì thực sự không có gì là khó nhưng nếu làm con người cao nếu lấy phải một người vợ tấm lòng cao thì người chồng cả đời sẽ phải khổ mà lấy phải một người chồng tấm lòng cao thì người vợ cũng phải khổ cả đời và tôi phát hiện ra rằng đức chúa trời với con người cũng có một mối quan hệ y như vậy bởi vì đức chúa trời là đấng toàn năng khi tôi trở thành một người vô ích và tôi tìm đến đức chúa trời toàn năng thì tôi, thì tôi có thể nhanh chóng đẹp hiệp đẹp lòng với Chúa và, và trở nên đẹp. hạnh phúc. Tôi đã nhìn cuộc sống của rất nhiều cặp đôi và thấy họ cãi nhau. Không biết có chuyện gì nhưng một hôm nếu như vợ có suy nghĩ mình giỏi hơn chồng thì từ khi đó âm lượng bắt đầu tăng lên. Người vợ có suy nghĩ rằng mình giỏi hơn chồng thì cả vợ chồng đó khi quay trở lại với nhau họ sống rất hạnh phúc một hôm người chồng nói với tôi rằng mục sư có biết vì sao tôi lại ly hôn không sao bảo là ly hôn vì không hợp lòng với nhau không phải đâu mục sư Tôi, vì tôi quá tài giỏi, nên tôi nghĩ rằng không cần người đàn bà kia tôi cũng sống được. Nhưng lại có một vấn đề nữa. Vợ tôi thì còn giỏi hơn tôi gấp 5 lần. Cho nên chúng tôi chỉ có thể ly hôn thôi. Nhưng tại sao bây giờ lại có thể sống hạnh phúc được? À, mình đã cao lòng. Mình đã kiêu ngạo. Ở trong hội thánh cũng như vậy giữa các tôi tớ có biết người vấn đề nhất là người nào không sau khi tốt nghiệp trường đào tạo đi giao giảng rồi thành lập hội thánh bắt đầu có những người nhận sự cứu có một trăm người rồi bắt đầu so sánh với các bạn cùng khóa với mình người kia thì chưa được ai còn mình thì đã cho hai người nhận sự cứu tấm lòng bắt đầu cao lên 끼담까지 전도사 내 앞에 자기 마음 높은 그 묘... Mặc dù vẫn chưa có một thầy truyền đạo là tỏ ra trước mặt tôi rằng mình lòng cao như thế nào. Nhưng mà những người tấm lòng đã cao suy nghĩ thì cái cách họ nói sẽ rất là mới. Mục sư có biết tại sao chúng tôi lại ly hôn không? Bởi vì tôi quá tài giỏi. Cho nên không cần người đàn bà kia tôi cũng có thể sống được thoải mái. Nhưng mà vợ tôi thì giỏi hơn tôi đến 5 lần nên chúng tôi chỉ có thể ly hôn mà thôi Người ta đến hội thánh và sống đức tin cũng như vậy. Khi mọi thứ đều được tốt, được hạnh phúc và vui, cảm ơn. Ôi, cảm ơn Chúa, Chúa đã ban ơn cho tôi. Người ta suy nghĩ như vậy. Nhưng khi không suy nghĩ như vậy mà tấm lòng lại cao lên, thì người đó sẽ trở thành người sang ngã nhất trong các thầy truyền đạo người đó sẽ nhanh chóng chuyện là Dù nói cái gì cũng không vào tai bởi vì suy nghĩ mình giỏi cảm giác như ra khỏi hội thánh mình sẽ được tốt khi có suy nghĩ rằng mình giỏi rồi thì dù là người giỏi đến thế nào cũng sẽ trở thành người không còn giá trị gì nữa Tôi có một điều vô cùng cảm ơn Chúa. Năm 1962, khi tôi nhận sự cứu, khi đó tôi là một người kém nhất trong số những con người. Thực sự tôi là một người rất kém cỏi từ ngoại hình cho đến tất cả không có một cái gì tôi có thể nói là tài giỏi hơn người khác không có một ai giản tin lành cho tôi ngày nào tôi cũng khóc lóc và cầu xin chúa tha tội cho tôi một buổi sáng tôi cũng đang cầu nguyện chúa xin chúa tha tội cho tôi khi tôi mở mắt ra khi đó tôi có một tấm lòng rất kỳ lạ hình như tội lỗi của mình đã được tha không phải là tội lỗi của mình đã được tha rồi mà là hình như tội lỗi của mình đã được tha và bắt đầu tôi đọc kinh thánh khi đọc Kinh Thánh thì làm tôi bắt đầu thay đổi. Khi đọc Kinh Thánh tôi thấy đúng là tội lỗi tôi đã được tha, tôi đúng là người công bình và tôi đúng là đã được nên thánh. Người đầu tiên tôi nói là chị tôi. Chị ơi, em đã được nhận sự tha thứ tội lỗi. Chị tôi vô cùng giật mình. Ốc xu ơi, em làm sao lại thế này? Cây lúa càng chín thì càng phải cúi đầu xuống chị không hiểu em đang nói cái gì mục sư còn nói mình là tội nhân trưởng lão còn nói mình là tội nhân mà em bảo em nhận được sự tha tội sao ôi em quá là sai lầm rồi Tôi không biết phải nói gì với chị nữa. Rồi không bao lâu sau, chị tôi đã đến trường thần học của tôi và nhận được sự cứu thông qua một mục sư. Và chị tôi bắt đầu thay đổi. Khi tôi đọc Kinh Thánh, Hôm nay chúng ta đã đọc Kinh Thánh Cao Vô Thế Nhi đoạn 4 về vợ của một môn đồ tiên tri. Chồng của người đàn bà này đã chết. Người vợ này đi làm ăn nhưng mà mang về một đống nợ. Và bây giờ đã bị lâm vào tình cảnh các con phải bị bán đi làm nô lệ. Đây là vợ của một môn đồ tiên tri. Chú không thể giúp được hay sao? Chúa không thể để cho chồng không chết hay sao? Người vợ này không thể không mắc nợ hay sao? Chúa không thể làm cho như vậy hay sao? Tôi đọc kinh thánh, đọc rồi lại đọc. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là Đức Chúa Trời đã làm vậy với người đàn bà này. Nếu mọi việc người đàn bà này làm đều được thuận lợi thì người này sẽ rất tin bản thân mình người đàn bà này từ trước đến nay không chịu bẻ lòng nên một ngày chồng đã chết người đàn bà này cố gắng để làm ăn để có thể nuôi được các con nhưng cuối cùng chỉ thêm nhiều nợ và bây giờ những kẻ đòi nợ bắt đầu ập đến để bắt hai đứa con trai để bán làm nô lệ để lấy tiền nợ cũng có thể người đàn bà này đã xin khất để chuẩn bị tiền đến một thời gian nào đó nhưng càng gần đến ngày thì lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Trước đây người đàn bà chưa bao giờ từng đến tìm tiên tri Elise. Nhưng bởi vì quá khó khăn không còn con đường nào. Khi mà cách thức đều trở nên vô ích và hai con phải bị bán đi thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì? Người đàn bà chỉ có thể chìm trong tuyệt vọng. Chú phải làm cho tấm lòng người đàn bà đó hạ thấp và khó khăn thì mới có thể khiêm tốn được. Một hôm, người đàn bà này đã đến tìm tôi tôi có Đức trở lại là Elise. Elise rất vui mừng chào đón. Người đàn bà nói về tình cảnh của mình sau khi chồng chết đã sống khó khăn như thế này, như thế này và bây giờ đã mắc nợ. Người ta đến đòi nợ nhưng mà bởi vì không có tiền. nên bây giờ họ muốn bán hai con trai làm nô lệ để lấy số tiền đó. Nhưng Elise tôi tới có Đức Chúa Trời nói rằng ta phải làm gì cho ngươi? Ngươi có vật gì ở nhà? Người đàn bà nói rằng con đời ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu Elise nói rằng Hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi Chớ mượn ít Và ngươi hãy vào nhà, đổ dầu vào các bình đó Người đàn bà này suy nghĩ rằng có mỗi một hũ dầu mà đổ vào các bình thì cũng mất hết cả dầu. Thật là vô lý. Và người đàn bà trả lời, người đàn bà này chẳng nghĩ không suy nghĩ như vậy sao? Thế nhưng, người đàn bà này đã thay đổi rồi. Bởi vì mình không còn con đường nào khác. À, mình đã dùng hết cách thức con người của mình rồi nhưng đều không được. Nhưng lần này nếu không phải bởi người của Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời không giúp mình, mình sẽ phải sống cả đời mà không có các con, mà cũng chẳng biết chúng sẽ bị bán đi đâu. Bởi vì đã có sự tuyệt vọng, cho nên mặc dù mình thấy nó tốt hay không cái duy nhất để mình có thể giữ được các con đấy là bởi Người của Đức Chúa Trời. Người đàn Bà làm vậy không phải vì hợp lòng mình. Mặc dù không hợp lòng mình. Nếu là ngày xưa thì, ôi đừng có nói vỡ vẩn. Người của Đức Chúa Trời mà nói như vậy được hay sao? Chắc chắn Người đàn Bà sẽ nói như vậy. Thế nhưng Đức Chúa Trời, thực sự là một điều vô cùng vô lý nhưng chúa đã hạ thấp lòng của người đàn bà này cho có thể chấp nhận được điều đó khi lòng đã hạ thấp thì xảy ra chuyện gì ôi thật là vô lý làm sao có thể đổ một hỗn dầu vào bình dầu như vậy được thế nhưng mình không còn con đường nào nữa con đường cuối cùng của mình là những lời ra từ miệng của người đức chúa trời tôi là mục sư con người, mỗi người, mỗi khác. Người ta bảo rằng thời cựu ước thì có tôi tới của Đức Chúa Trời, chứ thời tân ước thì người ta gặp trực tiếp với Đức Chúa Trời. Những người ra khỏi Thánh thì có cái câu đấy là câu đầu tiên. Nhưng ra khỏi Thánh rồi không có một ai là có thể tự thông công với Đức Chúa Trời mà sống tín ngưỡng một cách tử tế. Tại sao trong kinh thánh lại có người có đức chúa trời? Tại sao Chúa lại bảo Phêrô là hãy chăn trên ta? Chiên tự nói chuyện với Chúa là được mà. Vâng, Chúa vẫn nói chuyện với chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta vẫn cần người có đức chúa trời và cần ngôi lời của Chúa dẫn dắt. Nhưng họ suy nghĩ rằng họ thông minh hơn, tài giỏi hơn, biết nhiều hơn tôi tới của Chúa nên họ ra khỏi hội thánh và họ rất coi thường. Họ thấy hội thánh thật phiền phức, thật nhiều vấn đề. Hội thánh nên kiểu gì? Ngục sư gì cao thế. Họ bắt đầu nói những điều đó, nhìn vào những người đó chúng ta có thể thấy một cách rất là rõ ràng nếu họ bởi linh của đức chúa trời mà nói những điều đó thì đó thật là may nhưng họ còn chẳng biết linh là gì ý muốn của chúa là gì ý nghĩa là gì mà tấm lòng chỉ có cao lên thôi khi sống đức tin sai thì tưởng rằng tôi tới của mình sai

Những điều mà Elise nói với vợ môn đồ tiên tri này là không hề đúng với lý thuyết. Chỉ có mỗi một hũ dầu mà đổ vào các bình dầu thì nó chỉ ướt cái đáy thôi. Làm sao mà đổ ra được chút dầu đó nữa nó sẽ dính hết vào trong bình. Thế thì dầu sẽ bị giảm đi. Thật vô lý. Thật sự là vô lý. Đúng rồi. Làm sao chúng ta có thể hiểu được hết ngôi lời của Chúa? Có những khi chúng ta không hiểu được. Thế nhưng, không phải là do nó hợp với lòng mình. Chẳng có chúng ta không thể hiểu được. Chứ ngôi lời của Chúa không thể nào sai được. Người nào có được cái tấm lòng như vậy, 근데 그 정도 마음은 아무나 가질 수 있는 마음은 아니다 Nhưng không phải ai cũng có được tấm lòng như vậy. Không, không phải một sư cứ giảng hay là có, có được tấm lòng như đúng vậy. Đúng Mà Đức Chúa Trời phải hạ thấp tấm lòng cho. Khi tấm lòng đã hạ thấp, à, thực sự mình chẳng là gì hết. À, nếu không phải ân điển của Đức Chúa Trời thì mình chẳng có gì. Nên Đức Chúa Trời tạo nên tấm lòng của con người ta trở nên như vậy. Người vợ một đồ tiên tri trước đây chỉ sống bình thường nếu như chồng không chết nếu như công việc làm ăn không thất bại nếu như hai con không bị bán đi làm tôi mợ thì có thể không cần phải bẻ lòng cũng được nhưng bây giờ không cần con đường nào thì người đàn bà phải lựa chọn sẽ để cho các con bị cướp đi hay là tin theo ngôi lời của người của Đức Chúa Trời. Thực sự lời của người của Đức Chúa Trời rất vô lý. Có mỗi một, một hũ dầu mà bảo mượn bao nhiêu bình này về để đổ vào hay sao thật vô lý. Chắc chắn người đàn bà có suy nghĩ như vậy. Trong giai đoạn 3 còn Nicodem. Nicodem nói rằng chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. on Vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Nếu con nên biết rằng Chúa Giêsu là đến từ Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì bản thân quá là thông minh, nên không thể nào hiểu được câu con người phải sanh lại. Vì sao? Bởi vì không thể hiểu được. Chúa Giêsu đã giải thích. Hãy chi sanh bởi sắc thịt là xác thịt, hãy chi sanh bởi thánh linh là thần. Người đã sinh ra bởi sắc thịt, người phải sanh lại bởi thần. Ngươi phải làm chống bản thân mình. Nhưng con em không thể hiểu được. Chúa giê -xu đã giải thích. Như môi xe, nơi đồng vắng con người cũng phải bị treo lên. Hầu cho hay ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Chúa đã nói liên tục. Nhưng cho đến cùng, Nicodem vẫn không chịu chấp nhận. Đây là câu chuyện trong giang đoạn 3. Còn trong giang đoạn 4 thì có người đảm bảo Samari. Chúa giê đã nói thế nào với người đảm bảo Samari? Phạm uống nước này vẫn còn khát mãi. Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mảnh nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời làm gì có nước đó đâu ra uống một lần mà không khát nữa làm gì có nước đó trên đời thật là vô lý làm sao có cái nước như vậy làm gì có cái nước gì mà uống một lần rồi không bao giờ khát nữa đúng ra người đàn bà phải như vậy nhưng người đàn bà này đã nói lạy chúa xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Dù cùng gặp một vấn đề, thì tùy theo đức tin, suy nghĩ cũng được thay đổi. Trước khi vợ tôi, tôi sinh Yong Cúc một ngày, thì tối hôm đó có một người khách từ nơi xa đã đến nhà tôi, đến để nghe tin lành. Thế là tôi đã chia sẻ cho tới 10 giờ đêm. Ở trong căn phòng nhỏ có một chỗ chúng tôi để chăn thì vợ tôi đang ngồi tựa lưng vào đó. Đến khoảng 10 giờ thì người đó nhận được sự cứu. Tôi rất vui và người đó cũng rất vui. Sau khi tôi tiễn người đó rồi quay vào nhà, thì tự nhiên vợ tôi nổi cáo. Anh giảng sớm lành mà sao nói linh tinh nhiều thế? Ờ, ừ, em giỏi thì em đi mà giảng đi. <laughs> anh cứ giảng tin lành đơn giản là được rồi sao mà anh nói linh tinh nhiều như thế đấy là lời nói của những người chưa giảng tin lành bao giờ khi người ta đang nói chuyện khi cảm giác như người nghe đã hiểu những gì mình đang giải thích thì mới tiến sang bước tiếp theo nhưng phần này còn chưa hiểu làm sao chuyển sang phần tiếp theo được cảm giác như là nó linh tinh nhưng mà tôi phải đi vòng quay như vậy để cho người ta hiểu được thì mới chuyển sang bước tiếp theo được nhưng mà vợ tôi không hiểu được cho nên mới nói thế và rồi vợ tôi bảo vợ tôi đã bắt đầu đau đẻ ôi tôi cảm thấy rất cảm ơn vợ nếu như vợ tôi nói rằng anh ơi em đau bụng quá thì tôi sẽ không thể gián tiếp được cho nên vợ tôi mới nói rằng đau không chịu được nhưng mà tôi cứ nói linh tinh cho nên vợ tôi mới bực mình nhưng trong lòng thì tôi rất cảm ơn. Nếu đang giảm mà vợ tôi kêu đau thì chắc là tôi sẽ phải dừng lại. Ôi em ơi xin lỗi, lần sau anh sẽ nói đúng hai chữ tin lành rồi thôi luôn nhưng mà lúc đấy chúng tôi cũng không có cách nào cả bởi vì không có một đồng tiền. Tâm lòng của con người chúng ta thì thường thay đổi theo hoàn cảnh 진짜 막연하게 밤이 이제 안에는 진통을 하고 있고 Thật sự lúc đấy trời càng ngày càng tối, vợ tôi thì lại đau đẻ. Vấn đề lớn nhất trong lòng tôi là bây giờ tôi sẽ nhìn lên Chúa hay là trông cậy vào con người. Rõ ràng Đức Chúa Trời là hàng sống, nhưng không thể nhìn thấy. Nhưng nếu tôi gọi một chị em xung quanh, chị em ơi, vợ tôi đau đẻ, tôi không biết phải làm sao thì chắc chắn là chị em sẽ đến và giúp chúng tôi mặc dù rõ ràng là như vậy nhưng tôi không muốn làm như thế Mặc dù khó khăn, tôi muốn chỉ trông cậy vào Chúa, vợ. không Chúng muốn nhìn vào con vợ người. Vợ. Khi tôi từ cấp trang đến đây cũng như đoàn vậy. Nếu tôi, tôi, tôi nói với anh em, chắc chắn anh, anh em sẽ cho tôi tiền xe. Tôi muốn đi qua nhà đó. Nhưng khi tôi thấy bản thân mình đang lưỡng lự như vậy, tôi thấy mình rất đáng thương. Tôi không đi làm, tôi chỉ dàn tiết lành. Cả cuộc đời tôi sẽ phải sống như thế này cho nên mỗi khi tôi cần tiền tôi không muốn mình phải nhìn vào bất cứ một ai mà không phải chỉ có mỗi lần này sau này sẽ thường xuyên xảy ra chuyện này thì khi đó tôi phải làm sao tôi phải nhìn lên chúa và điều đó thực sự vô cùng kỳ diệu khi chúng tôi sống ở Kim Chân, Chúa đã cho chúng tôi nhận được tiền của giáo sĩ Anderson. Chúng tôi đã thuê một căn nhà truyền thống của Hàn Quốc. Khi đó là trả 200.000 won. Nhưng mà chủ nhà đó có nhiều nợ quá nên đã thế chấp căn nhà đó cho ngân hàng rồi ban đêm chạy trốn mất. Chúng tôi thì đang sống trong nhà đó. Sáng chúng tôi tỉnh dậy thì thấy rất nhiều người tập trung bên ngoài bởi vì người đó đã chạy trốn. Tôi không lấy lại được cái số tiền 200 ngàn won. Mà hôm đấy, giám đốc chi nhánh ngân hàng lại đến gặp tôi. <laughs> anh Park, anh có biết gì về căn nhà này không? Tôi không biết. Căn nhà này bây giờ là của ngân hàng. Anh phải chuyển đi. Vâng, tôi hiểu. Sau đây kết thúc ở đó. Một hôm tôi đang cầm cặp bước ra ngoài để chuẩn bị đi nhóm chuyên giảng ở Daegu. Thì ông giám đốc chi nhánh sáng sớm đã đến đó. À chào anh giám đốc. Tôi không có nhiều điều để nói, bây giờ tôi phải đi Daegu người đó bảo ư thì anh cứ đi đi khi tôi, tôi đi thì tôi đi, người đó đi theo khi tôi mua vé và và xe buýt thì, thì người đó cũng mua vé xe, xe buýt rồi lại ngồi cạnh tôi thế rồi người đó cũng nói ra hết mọi khó khăn với tôi mà lúc đấy tôi vẫn chưa nói với người đó rằng tôi tin cho Jesus. thực ra tôi cũng có tâm lòng muốn ngăn cố ở lại đó mặc dù có khó khăn khi người đó trình bày hết, thì tôi ngồi nghe. Chúa nói trong lòng tôi rằng ngươi có thể giải quyết được vấn đề này hay không? Làm sao con giải quyết được? Vậy ai phải làm đây? Chúa phải làm chưa ạ? Vậy ngươi đã nói về Chúa Giêsu với người đó chưa? Dạ chưa. Thế rồi tôi nói, anh giám đốc ơi, tôi không phải là không muốn trả tiền, mà bây giờ tôi không có chỗ nào để đi. Tôi đã báo cáo hết mọi tình hình với chủ tôi rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. À, anh, anh có chủ à? Dạ vâng. À, chủ anh ở đâu vậy? Dạ ở trên nước thiên đàng, đó là Chúa Giêsu. Thế được rồi, anh bác tôi xuống đây. Thế rồi, người đó xuống xe. Khi xuống thì cũng bảo tôi là hãy cầu nguyện nhiều hơn rồi mau chóng giải quyết chuyện này. Sau đấy thì tôi cũng mặc kệ. Một buổi sáng sớm khi tôi đang cầu nguyện, đến mùa hè chúng tôi có nhiều chương trình thì phải giải quyết vấn đề về nhà sáng hôm đó khi cầu nguyện thì chúa cho tôi tấm lòng là này ngươi hãy đi xem nhà đi thế rồi tôi cũng đã đi xem nhà gần đó có một căn nhà hai tầng thì nó rất là đẹp tôi hỏi bao nhiêu thì họ bảo hai trăm ngàn won thuê toàn bộ hỏi xong tôi đi ra rồi qua khoảng ba tháng hôm đó tôi cũng đang cầu nguyện vì nhà thì chúa cứ nói và lòng tôi rằng ngươi thấy cái nhà lần trước thế nào ôi tốt quá chưa ạ chắc là người ta cũng cho thuê mất rồi. Thời đó người ta hay mở các trung tâm cắt may, trung tâm làm tóc, thì cái căn nhà này rất phù hợp. Nhưng tôi đến thì nó vẫn chưa được cho thuê. Tôi bước vào thì chỉ thấy có các con nhà đó. À, không có người lớn ở nhà sao? Dạ, đi ra ngoài rồi ạ đến tối tôi lại quay lại. Tôi đã gặp chủ nhà đó và tôi đã nói. Tôi nổi lên tấm lòng là Chúa đã cho tôi căn nhà này rồi. Dạ tôi là một tôi tới của Chúa. Tôi đã đến thành phố này để giảng tiết lành của Chúa. Có một người đã khiến cho tôi bị khó khăn, Tôi đã thuê một căn nhà 200.000 won mà người ngon lại đi ngon chấp ngân hàng. ngon giờ tôi không thể lấy lại số tiền đặt cọc mà bây giờ phải dọn khỏi căn nhà đó cho ngân hàng. nhưng khi tôi cầu nguyện, thì tôi có lòng Chúa sẽ cho tôi căn nhà này. nhưng giờ tôi không có tiền. mau ông có thể cho tôi căn nhà này. tôi nói như là bị điên vậy. nhưng trong lòng tôi có đức tin Chúa sẽ cho tôi. Người chủ nhà nhắm mắt và suy nghĩ một hồi. Khoảng qua 5 phút thì người đó mở miệng và nói Tôi là trưởng lão của hội thánh Chi Choa Chúa đã cho tôi một căn nhà tốt ở cạnh đường quốc lộ Mà tôi tới của chúa muốn dùng làm sao tôi có thể ngăn cản đây Anh cứ dùng đi tôi so... rất là cảm ơn <laughs> ở trong phòng trong, tôi nghe thấy con gái nhà đó học cấp ba đang đánh đàn piano mà nghe như là thiên đường vậy mấy tháng trước tôi có gặp lại cô con gái đó đã trở thành một bà già bảy mươi tuổi rồi bởi vì quen một chị em ở hội thánh Yangchon cho nên chúng tôi cũng đến đó và cùng ăn cơm với nhau đây chính là cô con gái đó. Khi Chúa dẫn dắt tấm lòng của tôi, thì tôi thấy suy nghĩ của tôi rất khác với của Chúa. Chỉ cần tôi nghe lời và đi theo lời của Chúa thì sẽ được.

Mà Đức Chúa Trời không phải là giúp đỡ vợ môn đồ tiên tri một cách bình thường. Chúng ta thấy là những lời của tiên tri bây giờ đang rất là vô lý. Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Con nói ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Hãy cùng hai con trai đến các kẻ láng giềng và mượn các bình không về và chờ mượn ít rồi sau đấy đóng cửa lại Hãy đổ dầu vào các bình đó có mỗi một hũ dầu mà đổ vào các bình thì bây giờ còn việc gì để làm nữa đâu thực sự là một điều rất vô lý thưa các anh chị em nhưng điều rất hay là khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời thì có rất nhiều điều vô lý. Mọi điều này thật vô lý. Chúng ta thấy thì là như vậy. Tôi lại muốn nói về người đàn bà Samadhi. Phạm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Làm gì có cái nước gì uống vào rồi không khát nữa thật là vô lý. Tất cả chúng ta đều có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà khi chúng ta ra trước mặt Chúa, thì chúng ta bỏ đi những cái suy nghĩ đúng đắn của mình. Chúng ta hiệp lòng với Chúa. Khi bỏ đi suy nghĩ đúng đắn của mình và chấp nhận ngôi lời của Chúa bằng đức tin, thì khi đó Chúa với chúng ta trở thành một, Chúa sẽ bắt đầu làm việc. Chúng ta thì có thể chấp nhận việc Chúa Giêsu đã tha tội cho mình bởi huyết của Ngài bởi đức tin, rồi đã nhận sự tha thứ tội lỗi. Nhưng khi nhìn vào cái vấn đề, khi mà nghe lời của tôi tờ Chúa, thì cảm giác thật vô lý, cảm giác như nói sai. Và nhiều khi thì cảm giác như chuyện này sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực được. Khi đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thực sự chúng ta có tin tôi tới Chúa? tin ngôi lời của Chúa hay là tin suy nghĩ của mình. Cái đó sẽ quyết định mọi vấn đề. Nếu như chúng ta bỏ đi cái suy nghĩ của mình và chấp nhận ngôi lời của Chúa, thì lòng anh chị em sẽ trở thành một với Chúa. Nếu như anh chị em trở thành một với Chúa, thì dù gặp phải vấn đề gì, nó cũng trở nên vô cùng được phước trưởng lão đã nói với tôi tôi rất cảm ơn khi tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì trưởng lão bảo tôi vậy thì anh sẽ đến tay không sao vậy thì hai bên chắc sẽ không tự nhiên được bao nhiêu cũng được anh có thể chuẩn bị được bao nhiêu Tự nhiên tôi lại nói là 80.000. 80.000 là một số tiền rất lớn. Tôi thì 1.000 cũng không có. Trưởng lão bảo, thôi được, 80.000 cũng được. Được rồi, anh hãy đến. tôi Thế, Thế rồi tôi đi đến Xin nhau và bảo rằng thứ bảy này tôi sẽ chuyển đi, hãy đến mà nhận nhà. Ôi anh bác ơi, tôi cảm giác, giác như tôi đang ngăn cản, cản con đường của anh vậy, tôi thấy rất đau lòng. lòng. Tôi, tôi, đang lòng. lòng. Tôi, tôi đang muốn ứng cử đại biểu quốc hội. Thế rồi người đó đếm tiền, cho tôi tận 10.000. Tôi thực sự rất cảm ơn. Khi về đến nhà, thì có một cô tìm đến tôi. Hóa ra là trước đây chúng tôi đã ký hợp đồng để thuê nhà Nhưng mà bên đấy có vấn đề cho nên không ký được Và hợp đồng đã bị hủy Mà tôi cũng không nhận lại được cái tiền đặt cọc Cô thì cũng không có nhà Chúng tôi đến đấy lúc 9 giờ tối thì gặp được cô thì cô này nói với tôi là Thầy ơi, thầy lấy cái tủ quần áo kia có được không? Hay thầy mang cái chum này đi? Thôi được rồi. Trong lòng tôi thì đã từ bỏ. Bởi vì bởi vì tôi nghĩ tôi mà đi đòi nợ nhà này chắc tôi không sống hết số của mình nên thôi tôi nghĩ là cũng không muốn nhận lại và tôi đã bỏ cuộc. Ngày hôm đó, cô này đã mang đến 40.000 won. Mà cái tiền to nhất ngày đó là tiền 500 won. Cô bọc thật chặt vào trong cái khăn tay rồi mang đến cho tôi. Thế tôi mới có 40.000. Tôi để ở nhà không biết là ai sẽ lấy đi mất. Của người khác thì tôi có thể không trả, nhưng của thầy thì nhất định phải trả. Còn 10.000 lần sau tôi sẽ trả nốt. Thầy cầm tạm số tiền này đi. Thế là tôi đã có 50.000 tôi vô cùng cảm ơn nhưng mà có điện thoại gọi đến có một người bạn tôi quen nghe nói cậu đang khó khăn à thế nào rồi rồi bạn đã nói, tôi cũng mới bắt đầu làm ăn cho nên thiếu tiền. Nhưng bây giờ tôi đang có 20.000. Cậu cứ lấy mà dùng trước đi. Khi nào có điều kiện thì trả. Tôi rất là cảm ơn. Khi bạn đã mang đến 20.000, thì là tôi đã có 70.000. Chúng tôi có khoảng 10 anh em cùng làm việc. Này, có bao nhiêu tiền lấy hết ra đây? Chúng tôi lấy cả những đồng xu ra. Thế là được 80.000 bao nhiêu đấy? Nói chung là cuối cùng chúng tôi đã gom được 80.000. Tôi vô cùng cảm ơn khi thấy Chúa làm việc trên đời sống của mình. Trưởng lão đó đã đến hội thánh tôi một lần. Lúc đó, ông đã nhiều tuổi và phải đi nặng gỗ đến. Tôi rất cảm ơn và đã đổi đãi. Không bao lâu sau thì trường lão cũng qua đời. Tôi cũng bận nhưng cũng đến đám tang. Có rất nhiều mục sư ở đấy. Nhưng tôi cũng không nói nhiều. Tôi chỉ công nguyện một mình ừ, Được một chút tiền viếng Và quay về Tôi rất cảm ơn trưởng lão Cảm giác như anh trai tôi vậy Thật sự ông đã đối với rất tốt với tôi Con gái ông nói rằng có một buổi sáng, bố tôi đã nói với chúng tôi rằng Ở các hội thánh khác, người ta gọi nhà thờ là đền thờ. Chúng ta đã quyết định để tầng hai kia làm đền thờ. Và cô con gái lần này thì kể cho chúng tôi nghe chuyện đó. Giữa Chúa với chúng ta thì có rất nhiều sự khác biệt và tranh lệch trong suy nghĩ trước một vấn đề nào đó có những điều chúng ta cảm thấy rất vô lý như những người biết tin ngôi lời của chúa thì đó là những người được phước. Lời của tôi từ Chúa không bao giờ thay đổi. Một sư nhà mình làm sao thế? Sao nói vô lý thế? Có rất nhiều điều như vậy. Nhưng điều quan trọng là nếu muốn hiệp một lòng với Chúa, thì về căn bản, lòng của Chúa đã là khác với chúng ta. Thì không phải là Chúa phải là người bẻ lòng. Bởi vì lời của Chúa là chân lý, thì chúng ta phải bẻ lòng mình để hiệp lòng với Đức Chúa Trời. Thì từ khi đó, chúng ta với Chúa sẽ trở thành một lòng và lòng của Chúa, Chúa trôi trong chúng ta. Dù chúng ta gặp phải vấn đề gì, thì sẽ được giải quyết bởi Chúa. Do dịch COVID, có rất nhiều người trên thế gian này đang phải chịu khó khăn rất nhiều người đang chết dần. Từ đọc tin tức thấy có rất nhiều người ở ngoài đường giơ tay mình lên cầu nguyện. Chúa ơi, tại sao cho lại cho chúng con những khó khăn này? Ở hội thánh chúng ta có thể ngồi được một ngàn người mà bây giờ chỉ được có 99 người ngồi. Vậy là vẫn còn may vì vẫn nhìn được mặt vài người. Nhưng mà thực sự khi nhìn vào hội thánh không có một bóng người thì tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng mà qua những sự việc này, Đức Chúa Trời muốn hạ thấp lòng của chúng ta và làm những công việc quý giá. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, muốn hiệp lòng với chúng ta. Vậy thì để chúng ta hiệp một lòng với Chúa. Chúng ta càng tài giỏi và công việc càng được tốt thì tấm lòng sẽ cao lên và khó hiệp lòng với Chúa. Nhưng mà tấm lòng càng khiêm tốn thì càng dễ có thể hiệp một lòng với Chúa. Đức Chúa Trời muốn làm việc trên vợ môn đồ tiên tri, nhưng không thể tự nhiên mà người đàn bà này hiệp một lòng với Chúa được. Nhưng khi đến tình cảnh hai con trai phải bị bán đi làm tôi mọi, thì lòng của người đàn bà này đã sụp đổ hoàn toàn. Sắp đến ngày các con phải bị bắt đi, nhưng mà không có cách gì cả. Cho đây không bao giờ suy nghĩ rằng cầu nguyện lên Chúa sẽ được. Nhưng nhớ lại chồng mình trước đây theo tôi tới của Chúa, nên người đàn bà mới bắt đầu ra trước mặt tôi tới Chúa. Từ từ Chúa Lê Lý bắt đầu nói, Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Con đời ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người Đức Chúa Trời đã nói, Hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi. Chớ mượn ít. Hãy mượn thật nhiều về. Và hãy vào nhà với các con đóng cửa lại rồi đổ dầu vào các bình đó. Chỉ có một hũ dầu mà mượn cả cái bình to như vậy để đổ dầu vào đấy sao thật vô lý. Nhưng Đức Chúa Trời đã hạ thấp lòng của người đàn bà này xuống. Trước đây đã đi làm ăn nhưng mà vẫn không kiếm được tiền, mà càng ngày càng thêm nợ mà không phải chỉ thêm nợ mà những kẻ đòi nợ còn muốn đến bắt hai con trai nữa chồng chết rồi giờ chỉ còn hai con trai hai con trai cũng không phải là đi thi khoa cử mà là bị bán làm tôi mọi đã bị bán làm tôi mọi thì không biết là chuyển từ nhà nào sang nhà nào người đàn bà không có cách nào để có thể tìm lại được các con tại sao chúa lại cho những sự việc khó khăn này đó là để hạ thấp tấm lòng tài giỏi của người đàn bà người đàn bà này cần một tấm lòng mặc dù sai nhưng vẫn có thể theo được mặc dù không hợp với lòng mình nhưng vẫn có thể theo ngôi lời của chúa tôi sống từ xưa đến nay sau gần đây tôi rất là cảm ơn cuộc đời Mới đây vợ tôi cũng bị ốm Vợ tôi cũng sợ không biết thế này vợ mình chết thì phải làm sao Em ơi làm ơn làm ơn em hãy sống lâu Đến khi anh chết Thực sự là như vậy Vậy thì người đàn bà này hai con bị bán đi thì không biết phải sống thế nào dù có nói với người chồng đã chết cũng không thể giải quyết được gì. Trước khi gặp tên chê Elise, Chúa đã làm cho người đàn bà này bị thất bại, bị mắc nợ. Rồi những kẻ đòi nợ đến mà không trả nợ cho họ, càng ngày họ càng hung dữ hơn. Và họ muốn bán hai con làm tôi mọi. Người đàn bà cũng oán trách người chồng đã chết. Biết thế mình đã chết thay. Chồng mình chết rồi sướng quá. Để lại hết những cái vất vả lại cho mình. Cảm thấy chồng thật bạc bẽo. Nhưng cũng không phải là có thể đi được giống như chồng dù cố gắng suy nghĩ cũng không có một con đường nào khác chỉ còn mỗi đức chúa trời thôi vậy thì bây giờ phải làm sao phải hiệp một lòng với Đức Chúa Trời. Khi hiệp một lòng với Chúa, sự nếu như tôi có thể khiêm tốn thì có phải là tốt biết mấy. Nhưng mà khi đã trở nên tài giỏi đúng đắn, thì không thể nói được điều đó. Đức Chúa Trời đã làm việc trên đời sống của người vợ môn đồ tiên tri và ngài đã hạ thấp tấm lòng của người đàn bà cho đến khi có thể chấp nhận được những lời đó thực sự đấy là một điều vô cùng vô lý mượn bao nhiêu cái bình về chỉ để đổ cái hũ giàu này ra sao giờ người vợ muốn đồ tiên tri ngày xưa thì rất tài giỏi ngày xưa rất thông minh Nói cũng hay. hay. Nên ai mình cũng thắng được hết. Nhưng khi đứng trước Đức cho Trời, người đàn bà đã phải đầu hàng. Đặc biệt khi ra trước mặt tiên tri. Chắc chắn ngày xưa sẽ nói rằng thật là vô lý. Nhưng ngoài cách đó không còn con đường nào khác mà người đàn bà cũng tin chúa sẽ giúp mình nên đã cùng hai con trai đi mượn các bình về các con cẩn thận đừng làm vỡ vâng mẹ ơi họ xếp đầy những cái bình vào trong nhà sau đó người đàn bà đóng cửa lại nhờ đến ngôi lời của đức chúa trời và lấy hũ dầu đổ vào các bình Mẹ ơi dầu cứ chảy ra này mẹ ơi nó đã đầy một thùng rồi đúng rồi chắc là bố con đã cầu nguyện lên chúa đấy chắc chắn bố con biết chuyện này cho nên chúa mới mở con đường này cho chúng ta mẹ ơi mình lại đầy dầu rồi lại mang cái bình khác về đây đi con. Người đàn bà này đã đổ dầu. Chúa ơi, con đã tưởng mình tài giỏi mà nghịch lại Chúa. Bởi vì con quá tài giỏi, nên con đã cãi nhau với chồng, với con, và chỉ nói những điều đúng đắn. Trước đây con là người đàn bà như vậy. Bây giờ nghĩ lại, còn mình thấy mình ngu dại đến thế nào? con mới biết mình là ngu đến thế nào chúa ơi một người như con đổ dầu ra mà dầu cũng ra chúa ơi con đã nghịch lại chúa con là một người đàn bà không đức tin vậy mà chúa lại giúp một con người như con sao chúa ơi thực sự là một câu chuyện rất quý giá. Và bây giờ, Chúa cũng đang dẫn dắt chúng ta như vậy. Anh chị em có suy nghĩ, mình tài giỏi, mình thông minh, mình khôn ngoan hay không? Khi đó, anh chị em sẽ khó bỏ sự khôn ngoan của mình, khó bỏ suy nghĩ của mình, và rất rất khó để bỏ tấm lòng của mình nhưng khi chúng ta biết mình là một kẻ không ra gì trước mặt Chúa, thì trước mặt Chúa, trước tối tớ của Ngài, trước hội thánh, thì chúng ta sẽ bẻ đi tấm lòng đúng đắn của mình. Khi biết mình sai, thì việc bẻ làm không hề khó chút nào. Nhưng khi thấy mình rất đúng, hay bẻ đi tấm lòng đúng đó. Thế nhưng Đức Chúa Trời, Chúa bắt chúng ta phải bẻ đi cả tấm lòng đúng của mình để hợp với ngôi lời của Chúa. Khi chúng ta hợp việc Chúa bằng tấm lòng đó, rồi chúng ta tài giỏi như thế nào nhưng nếu có thể vứt bỏ hết đi và chấp nhận ngôi lời của Chúa thì đức chúa trời sẽ làm những việc vô cùng kỳ diệu trong quý vị Chúa cảm giác người đàn bà này sẽ không thể tự nhiên được như vậy. Nên Ngài phải hạ thấp tấm lòng cho người đàn bà này có thể vâng phục ngôi lời. Nên phải để cho chồng chết, phải bị mắc nợ. Và hai con trai phải bị bán làm tôi mọi. Những sự việc đó cảm giác như là khó khăn. Nhưng đó là những việc có ích để có thể hạ thấp tấm lòng của người đàn bà. Buổi sáng ngày hôm nay, Chúa cũng làm như vậy đối với các anh chị em. Dù suy nghĩ anh chị em như thế nào, Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta trở thành một với lời của Chúa phải như vậy thì Chúa mới có thể làm việc đầy năng lực trong anh chị em. Có rất nhiều người quá tài giỏi khi không thể hiệp lòng với lòng của Chúa, thì bắt đầu nói hội thánh thế này thế kia, mục sư thế này thế kia và trở thành những người vô cùng ngu dại đi theo suy nghĩ của mình. Cho nên đức chúa trời dù là người vợ mô đồ tiên tri hay là người đàn bà xuân thì qua những khó khăn Đức chờ Trời cho lòng họ hạ thấp và trở thành một với Chúa. Ngày hôm nay cũng có rất nhiều người mang tấm lòng khác với Chúa. Có nhiều người mang lòng không hợp với hội thánh. Và nhiều người có suy nghĩ khác với lòng của hội thánh. Họ dù biết là khác. Nhưng khi nghĩ rằng mình đúng, thì rất là khó để bỏ đi. Đức Chúa Trời không thể làm việc được. Cho nên để làm việc cho anh chị em, phải trải qua những khó khăn giống như vợ một đời tiên tri thì lòng mới hạn thấp nên chúa mới cho chúng ta những khó khăn hay thử thách anh à, chị em thân mến chúng ta trước mặt chúa phải trở thành một người không là gì không phải thấy ngôi lời hợp với mình thì mới theo đã là khác với ngôi lời thì là sai. Khi chúng ta trở thành một với ngôi lời Chúa, thì từ khi đó Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm việc trên đời sống của anh chị em. Không phải bởi vì anh chị em hiền lành, hay là chúng ta biết nhiều kinh thánh, hay là dâng hiến nhiều. Cũng không phải vì thông minh. Khi chúng ta biết chối suy nghĩ của mình và chấp nhận ngôi lời của Chúa, thì đó là những người tin Chúa. Đức Chúa Trời đã khiến tất cả chúng ta trở nên như vậy. Ngài đã làm ra người của Đức Chúa Trời. Người vợ môn đồ tiên tri nếu không có khó khăn đó, thì chắc chắn không thể nào vâng phục lời của Elise. Thật là vô lý. Nói vậy và nghe được sao? Chúa cho tấm lòng đó trở nên khó khăn để có thể chấp nhận được lòng của Chúa. Nên bây giờ Chúa cũng đang làm việc trên tấm lòng chúng ta. Chúa cho chúng ta khó khăn. Và qua những sự việc này, sự việc kia, mà cho tấm lòng tin bản thân chúng ta bị đập vỡ, để dẫn dắt chúng ta tới tấm lòng tin ngôi lời của Chúa. Tất cả chúng ta giống như vợ môn đồ tiên tri. Hãy bỏ đi tấm lòng của mình. Và theo ngôi lời của Chúa, và hiệp một lòng với chúa thì anh chị em sẽ trở thành tôi thật quý của chúa trở thành những người giúp việc tin lành xin cảm ơn rất nhiều